Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì Lilo Sài Gòn TV chúng tôi có một người khách rất đặc biệt. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, trước những hiện tượng liên tục xảy ra tại các thành phố lớn ở tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và chúng tôi quan tâm đến tất cả những sinh hoạt và một vài sự kiện làm chúng tôi đặt lời mời đến một trong những thành viên của Đảng Việt Tân. Kính thưa quý vị, đó là bác sĩ Đông Xuyến, một trong những người ở tuổi thiếu niên một mình đã vượt biên đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1984. Và hiện nay bác sĩ là một bác sĩ tâm lý trị liệu làm việc tại California, đồng thời bà là một trong những vị ủy viên trung ương đảng của Đảng Việt Tân. Một tuần vấn đề xin được trân trọng gửi lời chào đến bác sĩ. Dạ, chào anh Trọng và xin kính chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, lại dĩ nhiên thì rất nhiều cái sự kiện dồn dập đến qua những sự kiện như là đặc khu, như là luật an ninh mạng, và đặc biệt là những cuộc biểu tình liên tục diễn ra trong những ngày gần đây. Chúng tôi muốn bác sĩ với tư cách là một ủy viên trung ương đảng của Đảng Việt Tân cho chúng tôi biết qua những cái sự kiện ở tại Việt Nam, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, Đảng Việt Tân có những cái gì gắn liền với những cái sự kiện đó hay không, thưa bác sĩ? Yeah. Điều tiên thì thưa với anh Trọng và quý khán giả là tôi nghĩ là mình khi mà có những cái biến động như vậy, và cái người dân thực sự đây là những cái hình thức tự phát của đồng bào mình, thì mình nên trân trọng đây là những cái tinh thần của đồng bào mình. Điều đó không có nghĩa là một đảng phái hay một cái tổ chức nào mà có thể đứng đằng sau hết tất cả những cái công việc này. Mình phải nhìn cái đó và trân trọng cái điều đó là cái sự nỗ lực của đồng bào của mình, và mình tự hào về điều đó ha. Cái khía cạnh mà tôi nghĩ là cái sự có liên hệ hay không giữa Việt Tân với những cái cuộc biểu tình này á, tôi nghĩ là nó cũng không khác gì với cái sự liên hệ của những người đồng bào yêu nước khác ở ngoài nước, ở đây, cũng như là những người trong nước đã từng hỗ trợ những cái nỗ lực của đồng bào ở trong nước ở nhiều cái hình thức khác nhau và những cái với những cái nỗ lực khác nhau. Còn khi đồng bào của mình họ tự phát, họ đứng lên như thế, thì mình sẽ cần trân trọng và nhìn cái điều đó là những cái sự tôi không muốn dùng cái chữ trưởng thành, vì điều đó nghe cái điều đó thì có ý nghĩa là trước đây mình không trưởng thành sao. Nhưng mà đồng bào của mình thực sự cái tâm huyết và cái sự thông minh, phải nói là qua cái, nếu mà quý vị quan sát thì quý vị thấy có những kế hoạch, có những cái lựa chọn rất là thông minh, chút nữa có dịp tụi mình nói sau, là và mọi người chung quanh đều phải học được từ những cái nỗ lực như vậy. Thì đồng bào của mình ở trong nước họ có tâm, có lòng và có cái ý thức, và đến những cái lúc nào đó và họ quyết định là thấy là cần phải làm thì họ làm. Thành ra là mình sẽ cần tôn trọng cái sự tự chủ đó và tự hào là người Việt Nam khi mình thấy những người Việt Nam, đồng bào của mình đã làm được cái điều này. Thì tôi xin trả lời như vậy để chúng ta trân trọng cái sự tự chủ đó. Còn những cái sự liên hệ gì Việt Tân cũng giống như những đồng bào khác ở bên hải ngoại này, hay là ở trong nước hỗ trợ những cái nỗ lực này, có thể là không có lúc đó, nhưng mà nó là những cái tích lũy, những cái đầu tư, những cái miệt mài lâu dài mà tất cả chúng ta, không phải chỉ Việt Tân chỉ là một phần của đồng bào ở của dân tộc mình thôi, trong và ngoài nước thôi, chứ cũng nó cũng không phải là cái gì gọi là lớn lao. Thành ra là mình phải nhìn cái điều này, đó là cái sự đầu tư của tất cả chúng ta ha. Và cái thời gian với cả một cái tinh thần như vậy, thì đến cái lúc mà cần thiết thì đồng bào của mình, cái sự tự chủ đó là cái điều giải thích được. Thế thưa bác sĩ, là một trong những thành viên của Trung ương Đảng, mà quý vị có đường lối và chiến lược của quý vị, và tôi thường nghe nói quý vị tổ chức những cái cuộc tranh đấu bất bạo động và luôn luôn ủng hộ những cái cuộc tranh đấu bất bạo động. Thế gần đây những cái sự việc liên quan đến Bình Thuận và đến những nơi có tính cách bạo động, quan điểm của quý vị về sự kiện đó như thế nào? Dạ. Yeah. Đi đầu tiên đó thì
mình cũng chúng ta cũng cần phải không nên bỏ qua cái xác suất là cầm quyền Việt Nam họ gài người hoặc là sử dụng người để tạo cái bạo động, để nó làm mất đi cái chính danh, cái chính nghĩa của đồng bào của mình khi họ họ muốn đứng lên để họ bảo vệ cái chủ quyền của đất nước mình, thì mình sẽ cần phải suy nghĩ cái khía cạnh đó. Thành ra là mình không có vội để mà mình kết luận rằng là ồ đồng bào mình như vậy, chưa chắc. Là tại vì sẽ có những cái sự gài đó, vì cái chuyện này nó đã từng xảy ra với những cái đất nước mà có độc tài. Và khi người dân người ta mới bắt đầu đứng lên thì và thường xuyên như vậy, họ luôn luôn cài cắm để mà làm mất đi cái chính danh của cái nỗ lực của đồng bào mình. Đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là mình cũng thông cảm được với những cái sự bức xúc và sống trong một cái đất nước mà con người ta, cái mạng sống của người ta luôn luôn bị đe dọa bởi sự bạo hành và sự bạo động. Thì những cái khía cạnh mà người ta thiếu tự chế thì điều đó mình có thể hiểu được. Mình hiểu được không có nghĩa là mình ủng hộ điều đó, nhưng mà mình hiểu và mình thông cảm được. Nhưng đó là một cái phần khác. Nhưng mà bên cạnh đó, cái phần mà chúng tôi vừa mới trình bày, cái cạnh mà cài cắm á, là cái xác suất đó rất cao để mà nó lấy đi cái, nó làm mất đi cái chính danh, cái ý nghĩa nỗ lực của đồng bào mình. Thế thì thưa bà bác sĩ, trong quá khứ quý đảng đã có những cái tiếng nói lên tiếng một cách công khai về những cái công cuộc tranh đấu, và đôi khi quý vị còn đi sâu vào để vận động cho tất cả dân vị dân cử ở tại Hoa Kỳ để có những cái hành động can thiệp kịp thời đối với những nhà tranh đấu trong nước. Thế thì qua cái sự việc vận động đó, quý vị có hành động nào, có một cái chiến lược gì để làm giảm ngăn cản mà cái điều quý vị không chấp nhận đó là bạo động? Quý vị có khi nào đưa ra những cái đường lối, những cái quan điểm và quý vị không đồng tình với bắt bạo động không, thưa quý bác sĩ? Thực sự ra đó, trước giờ thì Việt Tân cũng đã rất nhiều năm rồi. Việt Tân nói về vấn đề đấu tranh ôn hòa, bớt bạo động. Lại vì đây là cái mà nó tích lũy được từ những cái trải nghiệm của các cái nước mà chống lại độc tài và thay đổi cái chế độ độc tài thành một cái chế độ của người dân á, thì họ đã làm thành công. Và cái khía cạnh bớt bạo động là được cái ông gọi là ông tổ mà viết về cái khía cạnh bớt bạo động là ông Gene Sharp, thì ông mới vừa qua đời trong cái như là năm vừa qua. Thì ông tích lũy lại những cái sự học hỏi được từ các nước thành công trên thế giới. Thì thực sự ra là anh em ở trong Việt Tân cũng có được dịp để mà được học hỏi về những cái điều này. Thành ra là chia sẻ những cái điều này như từ cái cuốn sách mà là Từ Độc Tài Đến Dân Chủ qua những phương pháp bớt bạo động, thì quý vị có lẽ là biết mà hồi xưa mà luật sư Lê Công Định thì kỳ đó bị bắt là vì có cái cuốn sách đó, nhưng mà thực ra chỉ là cái sự tham khảo của một luật sư thôi. Thì chúng tôi cũng đã truyền đạt cái này rất là lâu rồi. Và mình khi mà mình thấy có cái sự mà đồng tình và cái sự mà bắt ngòi của cái nỗ lực này đó, thì thực sự ra nó cần thiết là tại vì dân của mình không có vũ khí trong tay. Và nếu mà mình làm những cái điều gì mà người ta mạnh hơn mình thì mình sẽ chỉ làm cái cớ để cho người ta đàn áp và người ta dùng cái sức mạnh của họ để họ đổ máu, thì cái đó là cái rất là rất là đau thương cho đồng bào mình, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra có những cái nỗ lực đấu tranh bớt bạo động có nhiều cái cách, nó có cả trên mấy trăm cái phương pháp, nó rất quyết liệt và nó đã đưa đến thành công. Thành ra là nó có những cái cách khác, nhưng mà không nhất thiết là mình phải làm cái công việc bạo động. Thế thưa bà bác sĩ, bà cho tôi một cái câu trả lời rất ngắn. Những cái biến động ở tại Bình Thuận, quý đảng có quan tâm đến một cái tình trạng có thể gán ép cho quý vị, cho những người tham dự vào những cái biến động đó là khủng bố hay không? Dạ, thực sự họ cũng đã có gán ghép ạ. Và họ cũng nói là Việt Tân cho tiền thế này thế kia, nhưng mà thực ra bây giờ đồng bào của mình họ cũng rất là tinh tế và họ cũng rất là chín chắn trong cái suy nghĩ rồi á. Thành ra là họ còn giỡn cợt về cái khía cạnh này nữa. Họ nói đông như vậy cho tiền vậy đâu có đủ đâu, vân vân và vân vân. Thì họ giỡn cợt về cái khía cạnh này. Thành ra là những cái điều đó nó trở nên ấu trĩ khi mà cho rằng cái sự tự phát và cái nỗ lực của đồng bào của mình là phải có một người nào đó, hay là có cái nhóm nào đó, hay là một cái tổ chức nào đó thì đồng bào mình mới làm được như vậy. Tôi nghĩ khi mà mình nghĩ như vậy là một cái sự xúc phạm vô cùng
đối với cái tinh thần của đồng bào mình ở Việt Nam. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay có sự tham dự của bác sĩ Đông Xuyến đến từ Việt Tân Cách Mạng Đảng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.